Chào các bạn, Vũ Ấu Hoa và Triệu Âm Âm. Chỉ cần sướng tên hai đầu thủ của mỗi góc đài thôi thì cũng đã cảm nhận được cái tính khốc liệt của trận chiến. Vũ thì lão luyện với những đòn dày dặn kinh nghiệm, kết hợp với những nước cờ ma quái, kỳ lạ, thành danh về một lối chơi không theo lối mòn nào cả. Còn Triệu thì thông minh xuất chúng, bài bản, tư duy sắc sảo, siêu phàm. Xin bật mí trước là trận chiến này rất là gay cấn, quyết liệt và kết thúc với một sát cuộc kinh điển ngay tại trung cuộc. Trong đó thì Vũ cầm tiên và Triệu thủ hậu tại cái giải là Trung Quán Bôi năm 2005. Họ Vu pháo thả vào trung lộ và Triệu nhảy mã 8 tuần 7 để giữ chốt. Mã 2 tuần 3 và Triệu xuất ngay trực xe. Và Vu chốt 7 tuần 1. Chốt tuần 1. Và tiếp theo thì họ Vu đã không đả động đến xe ngay mà vẫn tiến hành mã 8 tuần 7. Mã tuần 3. Rồi lúc này mới nhẹ nhàng nâng hoành xe. Và Triệu tượng 7 tấn 5. Tới đây thì đã hình thành những nước ban đầu rất là mẫu mực của cái cuộc là trung pháo hoành xe thất lộ mã, đổi bình phong mã tấn thất binh. Ngoài cách đi bổ tường trái thì bên đen còn có các cái lựa chọn khác như là bổ tường phải, bình pháo lộ đầu xe tức là pháo 8 bình 9, hoặc là pháo phải qua hà tức là pháo 2 tấn 4. Mỗi cách đều có biến hóa và tính phức tạp riêng, cũng từ đó mà sẽ dẫn tới nhiều chỗ phải lo lắng khác nhau. Trong thực chiến ta cũng cần phải nằm lòng một số chiêu này để mà tránh bỡ ngỡ khi đối phương ngáng chân ở giai đoạn khai cuộc. Tôi xin diễn thử 3 biến ứng với 3 cách đi trên như sau. Biến thứ nhất là bên đen sẽ bổ tường phải. Xe bình 4. Dĩ 4 tấn 5. Thì bên đỏ pháo 8 bình 9. Thì bên đen lúc này sẽ tấn pháo qua hà để đe dọa là ăn chốt 7. Xe bình 8 để mà chốc pháo. Pháo 2 bình 7. Tường tấn 1. Thì bên đen xe 1 bình 4. Xe 8 tuần 7 để chốc mã. Mã 7 phải tuần 8. Tới đây thì đã tạo thành cái hình thế mỗi bên đều tấn công vào cánh phải của đối phương, đều có cái chỗ phải lo lắng và được mất riêng. Còn biến thứ hai đó là đen bình pháo để mở lộ đầu xe. Thì lúc này bên đỏ xe 1 bình 6, sĩ tuần 5, pháo bình 9, xe 1 bình 2 để mà giữ pháo trước. Xe bình 8. Lúc này đen vẫn tiếp tục tuần pháo qua hà. Xe 6 tuần 2 để mà chốc pháo. Pháo tuần 2. Rồi tiếp tục đi mã 8 tuần 7. Thì bên đen xe 8 tuần 8. Tạo thành hình thế là song quân kiềm chế nhau với cái lực vừa phải. Cục thế sẽ phát triển theo xu thế phức tạp hơn phương án 1, tức là phương án mà trước đó bổ tường phải của bên đen. Còn phương án thứ 3 đó là bên đen sẽ pháo phải qua hà để mà phục bắt chốt 7. Lúc này bên đỏ chốt 5 tuần 1 công thẳng vào trung lộ. Sĩ tuần 5. Xe 1 bình 4. Tượng 3 tuần 5. Tới đây thì bên đỏ sẽ bình pháo biên. Xe bình 2 để mà giữ pháo trước. Xe 9 bình 8. Tiếp theo bên đen pháo 8 bình 9 để mà lộ đầu xe. Xe tuần 2 để chốc pháo. Pháo tuần 2. Thì lúc này bên đỏ sẽ có thế công ở trung lộ và pháo đầu mã đội là cách mà các kỳ thủ yêu thích sử dụng, trong đó có bản thân tôi. Còn trở lại với thực chiến, sau khi Triệu tượng 7 tấn 5 thì Vu xe 1 bình 4 để chiếm sườn. Triệu tiếp tục bổ dĩ và Vu nhẹ nhàng nâng tiếp hành xe. Triệu pháo 2 tuần 4. Vừa phục là bình 3 để đè mã đánh tượng, vừa phục là bình 7 đánh chốt để uy hiếp tường phải. Và Vu mã 7 tuần 8 để mà phong trước xe. Pháo bình 7 đánh chốt ham tượng. Tượng 3 tuần 1. Và tiếp theo là một cái đòn rất hay gặp trong cuộc này, đó chính là Triệu thì chốt để mà tạo thế công. Chốt 7 tuần 1 và Vu dùng tượng ăn chốt. Triệu nhanh nhẹn tuần pháo để chiều tường. Mã thoái 2. Và tiếp tục tuần pháo 7 chiều tường. Lúc này nếu như sĩ 6 tuần 5 sẽ là một sai lầm, tại vì bên đen sẽ cố nước là xe 8 tuần 9 ăn mã, vừa tạo thành cái thế pháo lăn rất là nguy hiểm. Thế lúc này bên đỏ sẽ khốn đốn. Cho nên trong thực chiến thì Vu tướng 5 tuần 1, Triệu dùng xe để ăn mã, và Vu thoái tượng để đánh pháo. Pháo thoái 5 để nhờ tượng giữ. Còn nếu như thay vào đó pháo bình 4 để ăn sĩ, thì lúc này bên đỏ sẽ dùng là xe 9 bình 6 bắt chết pháo. Thế lúc đó bên đen sẽ nguy cấp. Có thể cho thấy rằng họ Triệu đã hy sinh chốt 7 để đổi lại cái lợi duy nhất lúc này
là tướng của Vu đã ra khỏi vị trí an toàn, phải mất vài nước để điều chỉnh. Thực ra trong hình cờ này thì Vu đã xuất thành được sông xe, chiếm hai cái huyệt đạo rất là quan trọng. Còn xe phải của bên Triệu thì vẫn chôn chân tại chỗ, rất khó để tìm được đường ra. Triệu hao quân tốn sức để kết hợp một xe một pháo, thực ra không có ý nghĩa rõ ràng, càng làm tăng nhanh cái tốc độ điều chỉnh quân của binh Vu mà thôi. Và lúc này Vu xe 9 binh 6 và Triệu thoái xe để đánh chốt đầu. Vu tấn xe 2 để giữ chốt. Triệu tiếp tục thoái xe để bắt chốt 7. Phục nút tiếp theo là sẽ dùng chốt 3 tấn 1 để mà uy hiếp mã, và Vu lên tượng để mà giữ chốt. Chốt 3 tấn 1. Lúc này Vu buộc phải thoái tướng. Đây là một nước bắt buộc, tại vì nhận thấy cái thế phong tỏa lúc này đã bị phá vỡ, xe phải của bên đen sẽ bình ra trong tích tắc, nên có thể nghĩ tới việc là xe 2 tấn 8 chiều tướng, buộc phải đổi bớt xe cho tướng bên đỏ sẽ bình ra 6. Thì lúc này cục thế sẽ rất nguy hiểm cho bên đỏ. Có thể nói đây là một cái nước lão luyện. Và tiếp theo thì Triệu sốt 3 tấn 1, mã tấn 7, và Triệu xe 1 bình 2 để chốc pháo. Và Vu ở hoa pháo 8 bình 7, vừa tránh mền xe, lại phục đối nước tiếp theo là sẽ dùng mã 7 tấn 5 ăn tượng, sau đó sẽ dùng pháo ăn mã. Thì lúc này đen sẽ thất thế, kết hợp vào đó là sẽ chóc tiếp con mã lô 7. Cho nên lúc này Triệu phải bình chốt để mà đánh xe. Xe là bình 7, vẫn phục là dùng mã ăn tượng như cũ, buộc mã phải thoái 1 để tránh. Xe tấn 5, một nước đi rất là có lực nhằm vào quân mã đơn độc ở lô 7, lúc này là quân lực duy nhất để mà giữ chốt đầu. Và Triệu xe 2 tấn 4, và Vu mã 7 tấn 6 để bịt mắt tượng. Triệu lúc này buộc phải thí chốt để mà giải vây. Và Vu xe tấn 1, Triệu xe 8 bình 3, tượng tấn 7. Tiếp theo thì Triệu bình xe để chóc mã, mã thoái 5 để ăn chốt đầu, pháo bình 5 để mới đổi. Họ Triệu lúc này nhận thấy cái sự nguy hiểm của mình, cho nên cố gắng đổi quân để mà đơn giản cục thế. Liệu rằng với cái trí thông minh tuyệt đỉnh thì Triệu có xoay chuyển được tình thế hay không? Và lúc này thì Vu xe 4 bình 3, mã 7 thoái 6. Thực sự rất là đáng tiếc cho họ Triệu lúc này. Trong hình cờ này thì Triệu nên dùng là mã tấn 5 để tiến hành đổi, thì xe phải bình 5, rồi tiếp tục pháo 5 tấn 3, buộc tượng phải thoái 5, rồi sau đó đi xe 4 tấn 3, vừa bắt pháo vừa bắt tượng, hoàn toàn không hề kém cạnh chút nào. Còn cái việc hào cuộc chỉ là như trở bàn tay. Nhưng mà có lẽ vì muốn thể hiện bản lĩnh trước đồng môn của mình, nên Triệu đã nhảy mã để giữ quân chờ cơ hội đối công. Nhưng mà lúc này mọi chuyện đã trở thành vượt khỏi tầm tay của thiếu niên trẻ tuổi. Lão tướng họ Vu đã tung ra một loạt nước cờ ma quái với sức hỉ duyệt ghi gớm như sau: pháo tuần 3, buộc xe phải bình 5, rồi tiếp tục pháo 7 bình 5 để đánh xe. Họ Triệu thấy vậy bèn dùng xe để ăn chốt, và Vu mã 5 thoái 4 nhằm khai thông lộ ngang cho con xe để mà thừa sức kiềm chế. Thứ nhất là không cho hai quân mã nhảy lên, thứ hai là với thế pháo đầu vững chãi, một xe lúc này có thể đánh đông dẹp tây, quét sạch chốt trên đường đi. Có thể nói thời khắc đen tối nhất của Triệu Hâm Hâm đã tới. Và Triệu xe thoái 2 để mà cản đường quân mã, xe 3 bình 9 vừa chóc mã, và Triệu xe 5 bình 6 để chóc lại mã, mã thoái 3. Và lúc này Triệu mã 1 tấn 3 để chóc xe, xe 9 bình 7 tiếp tục uy hiếp mã, mã thoái 2. Rồi sau đó Vu mới nhảy mã vào trung lộ để mà uy hiếp xe, mã 2 tấn 1 để đánh lại xe. Và lúc này xe của Vu Hoa nhân đó quét nốt quân chốt biên còn lại, xe 6 bình 7 để mà tránh miệng mã, mã tấn 3, mã 1 tấn 2. Và Vu lúc này bình pháo để mà đánh xe, xe 7 bình 8, biết là nguy hiểm nhưng mà cũng không còn cái lựa chọn nào tốt hơn, mã 5 tấn 4. Đây là một cái chiêu thức rất là thần kỳ. Lúc này con mã vừa nhảy đánh xe, vừa phục tiếp theo là sẽ tấn 3 để chịu hết, buộc xe phải thoái để giữ. Và lúc này lão Vu đã tung ra một đòn sấm sét đó là pháo 3 bình 5, hình thành cái thế tiêu sát kinh điển. Lúc này Triệu đã chấp nhận buông cờ thua cuộc, tại vì trong hình cờ này đỏ đang phục nước tiếp theo là sẽ dùng mã 4 tấn 6 để mà chiều sát. Cho nên lúc này buộc đen chỉ còn cách duy nhất để mà hóa sát, đó là mã 6 tấn 7. Thì bên đỏ sẽ nhảy mã 4 tấn 3 chiều tướng. Nếu như tướng 5 bình 6 thì bên đỏ sẽ dùng là xe 1 bình 4 để chiều hết,
cho nên buộc phải đi xe bình 7. Thì bên đó sẽ có nước là xe 1, tuần 3 chiều thường, buộc xe phải thoái 1, tiếp tục dùng xe để ăn xe. Buộc mã phải thoái 6. Đây chính là lý do mà Triều Ôm Hâm đã chấp nhận buông cờ thua cuộc trước đó 3 nước. Một cái chiến thắng thực sự rất là thuyết phục đối với Vũ Ổ Hoa. Cuối cùng thì với cách suy nghĩ độc đáo, có phần kỳ quái cộng với kinh nghiệm dày dặn thì Âu Vũ đã thể hiện được rõ ràng bản lĩnh của một người làm anh. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Nhớ like, đăng ký và chia sẻ. Cảm ơn các bạn.